Vâng, xin kính thưa các vị, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các cậu, các mợ, các anh, các chị và bạn bè nam nữ, thanh niên. Thưa hồi hôn, một năm thì bắt đầu từ mùa xuân, và mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái. Con người thì bắt đầu từ tuổi trẻ, và tuổi trẻ thì bắt đầu từ tình yêu. Hai bạn Trọng Hoàng Văn và Thu Anh học với nhau, quen biết nhau và thế rồi yêu nhau. Qua sự tìm hiểu chín mùi của hai em và được sự nhất trí của hai gia đình cũng như sự cho phép của chính quyền hai địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai họ chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai em. Được sự ủy quyền của gia đình nhà ông Chu cũng như là dòng họ của chúng tôi xin chính thức nhận em Thu Anh làm dâu con của gia đình ông Chu cũng như là dâu con của họ Hoàng chúng tôi. Thưa quý vị, qua đến nay thì hai họ chúng ta nô nức yến oanh. Từ hôm nay thì hai gia đình kết thành thông gia, các em thì nên duyên chồng vợ. Về việc căn dặn các cháu thì thời gian dành rất nhiều cho hai họ, hai gia đình còn rất là dài. Vì vậy, trong buổi hôm nay, tôi cũng như là hôn trường chỉ mong các em làm sao sống làm sao. Dâu hiền thì nên con gái và rể thảo thì nên con trai. Và cũng mong hai gia đình chúng ta thương con thì vo tròn mọi sự, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Thưa hội hôn, ở trong buổi ngày hôm nay thì tôi thay mặt đoàn nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị đã có mặt đông đủ trong buổi hôn trường hôm nay, đã bớt chút thời gian vàng ngọc cũng như không kể đường xá xa xôi đã về đây làm lễ thành hôn cho hai em cũng như là chúc phúc cho hai em. Và cuối cùng xin chúc hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin được cảm ơn những lời phát biểu đáp từ của vị đại diện cho phái đoàn đại biểu họ nhà trai. Đúng là hôm nay sum họp chúc may, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Và xin được kính chúc cho mối tình thông gia hai nhà như một, việc lớn việc nhỏ cùng chia ra, gánh nặng đôi bên cùng san sẻ.